câu chuyện dở khóc dở cười vừa xảy ra tại phường 2, quận 6. Sau khi nhận đơn nhờ đi chợ hộ, lực lượng bộ đội, hội phụ nữ đã tổng hợp lại để đi mua hàng, rồi về tách các đơn ra đi giao theo số điện thoại và địa chỉ đăng ký. Thế nhưng... khi đến nơi thì liên hệ qua số điện thoại mà các hộ dân đã đăng ký qua cái đường link của mình thì lại không nghe máy, không bắt máy. Các bạn gọi đi gọi lại rất là nhiều lần thì cũng không liên lạc được, nên thành ra là chúng tôi phải mang trở về lại cái nơi tiếp nhận, cái nơi mà gọi là tập trung hàng hóa, để mà phải sổ hàng ra, để mà phải soạn lại là một cái đơn mới. Thì qua trao đổi trực tiếp với các hộ, một số hộ người ta trả lời rất là vui là người ta muốn đặt thử xem coi là cái hệ thống của mình, cái đường link mà đi chợ hộ của mình là nó có hoạt động thực sự hay không. Hội phụ nữ phường 19 quận Bình Thạnh cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự. Mỗi ngày, các tổ đi chợ hộ tại đây nhận hơn 500 cuộc gọi nhờ đi chợ hộ. Để đáp ứng yêu cầu của người dân, các tổ phải tổng hợp đơn hàng và chờ nhân viên siêu thị soạn sẵn để đến nhận và đi giao. Vì nhân lực có hạn nên việc giao hàng không thể đáp ứng nhanh, nhiều hộ dân đã không hiểu nên hủy đơn hàng, hoặc có nhiều người thì chỉ đặt để làm phép thử. Có một số đơn hàng thì người ta đặt rất là nhiều, số lượng rất là nhiều. Nhân viên siêu thị soạn hàng rất là vất vả và sau đó vận chuyển về đây 20 giờ nữa. Cho nên người dân nói là trễ, người dân không có nhận. Thì mình phải bỏ tiền ứng trước cái phần tiền đó để mà nhận từ siêu thị. Thì sau đó người dân không nhận thì cái phần hàng đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ phải chịu. Ví dụ trong số các hóa đơn được đặt mua ở siêu thị như thế này thì có những hóa đơn dài đến hơn 1 mét với gần 100 món hàng. Tổng số tiền phải thanh toán lên đến hơn 4 triệu đồng. Hệ quả là người muốn mua thì mua không được, còn người được mua thì không chịu nhận hàng. Hành động thiếu tính nhân văn này thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để trong cái tuần siết giãn cách tiếp theo không còn tái diễn việc cố tình đặt thử. Đúng là tình trạng này cần phải được xử lý nghiêm và dành cơ hội đó cho những người có nhu cầu thực sự. Bởi thực tế thì việc đi chợ hộ vẫn đang quá tải ở một số nơi. Có nơi người dân cần nhưng mà phải chờ đến 4-5 ngày mới được nhận hàng. Và giải thích cho tình trạng này thì Sở Công Thương TP.HCM cho biết là do số lượng shipper còn hạn chế vì phải thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra thì có nhiều đơn hàng quá chi tiết khiến cho lực lượng đi chợ hộ mất khá nhiều thời gian. Và để khắc phục tình trạng này thì thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đưa lương thực thực phẩm đến với người dân. Chợ online này hoạt động suốt một tháng qua, mỗi ngày dành 3 giờ đồng hồ để nhận đơn hàng. Thời gian còn lại những tình nguyện viên sẽ cân đong đi chợ dùng hay giao hàng. Cũng gặp khó trong tuần đầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, nhưng với cách tổ chức khoa học, được công nghệ hỗ trợ, kết nối từ chuỗi cung ứng đến phân phối, nên ước tính trong tuần tới, lượng đơn hàng có thể đáp ứng lên đến 500 đơn một ngày, chia lửa cho chuỗi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Tình nguyện viên có địa chỉ cư trú trên địa bàn quận 5 để đảm bảo cái kênh này nó không bị đứt gãy. Phòng Kinh tế đã làm việc với các cái nhà vườn, vẫn đảm bảo được lượng hàng hóa tươi, hàng nóng lên mỗi ngày nếu như nhu cầu người dân tăng cao. Trụ sở của Ủy ban thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM chính là kho an sinh cho hàng ngàn hộ gia đình, chủ yếu là công nhân mất việc trong các khu nhà trọ. Sự có mặt của 3 shipper tình nguyện thuộc Trung tâm An sinh thành phố từ 4 ngày qua đã giúp cho số lượng túi an sinh đến với người dân trên địa bàn nhanh chóng hơn. Trước đây hệ thống của cơ sở cũng khá là nhiều việc, địa bàn rộng cũng như là dân số rất là đông, nên là công tác chăm lo đôi khi là không thể nhanh chóng đến được với người dân. Kể từ khi có cái mô hình này thì các bạn chuyên làm cái công việc này, nên là cái việc vận chuyển đến cho người dân tăng có thể là từ 2 đến 3 lần. Nếu trong 9 ngày, gần 500.000 túi an sinh được chuyển đến 21 quận huyện thành phố trên địa bàn, thì chỉ trong vòng 3 ngày có đội hoạt động, con số này đã tăng thêm hơn 300.000 túi. Và tại nhiều địa phương, 100% túi an sinh đã đến tận tay người nhận. Nói là quà thì nhận lên TV thôi, nhưng mà bữa nay là em nhận được thật ở ngoài là em vui lắm. Không chỉ nhanh, tình nguyện viên shipper còn được hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại để xác định vị trí người cần trợ giúp nhanh nhất, đồng thời đảm bảo việc phát túi an sinh đúng đối tượng, tránh những thông tin sai lạc. Đây là một cái app, nó nằm trong cái tổng thể chung của cái ứng dụng của Trung tâm An sinh của thành phố. Thông qua những cái group thông tin trong cái app ứng dụng, thống nhất đồng bộ từ ở phía Trung tâm An sinh thành phố xuống trung tâm chính quận và xuống tận ở Trung tâm An sinh của phường xã thị trấn. Từng địa bàn lập tổng kho, hình thành hệ thống phân phối riêng sẽ là cách giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Hiện chỉ đáp ứng được hơn 20% nhu cầu đi chợ giúp của người dân, trong khi hàng hóa thiết yếu không hề thiếu.